Thưa quý vị, sáng nay ngày 29 tháng 12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, hội nghị chính phủ với địa phương bước sang ngày làm việc thứ hai theo hình thức trực tuyến. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Việc làm việc sáng nay bắt đầu với nội dung tham luận của các tập đoàn, bộ trưởng thành viên chính phủ. Theo đó, nhiều kiến nghị định hướng đã được nêu ra nhằm phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh hiện nay. Trong đó xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ là mục tiêu mà các bộ ngành hướng tới. Mặc dù trải qua nhiều khó khăn thách thức trong năm 2020, nhưng kết quả kinh tế xã hội, thu ngân sách khá toàn diện và tích cực. Theo báo cáo kết quả thu cân đối ngân sách nhà nước đến hết ngày 28 tháng 12 năm 2020 đạt 1.426.000 tỷ đồng, bằng 94,32% dự toán, cao hơn 101,4 nghìn tỷ đồng so với con số đã báo cáo Quốc hội. Trong năm nay có ba thách thức rất lớn, chúng ta đã đối mặt và vượt qua thành công. Thứ nhất, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Thứ hai, thiên tai dịch bệnh xảy ra từ đầu năm và kéo dài trong cả năm ở nhiều địa phương, khu vực. Thứ ba, những cạnh tranh về chính trị và những bảo hộ mậu dịch ở các khu vực trên thế giới ảnh hưởng rất mạnh đến dòng chảy thương mại và kinh tế quốc tế.